Sao không? Không nói lên lời. Không ngồi trên chép hả Trung? Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Chào. Trước tiên đây mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe giàu năng. Thì thấy Hằng phát hiện cái kênh này, hỏi Hằng nói cá phi cá lóc gì quá lẽ. Hôm nay mình dính bài với Tung chị Thúy Hằng đi giăng lưới và chài thử coi có cá không. Đó, giăng thử tay lưới bắt giăng có không nghe cái gì mua cái lóc cẩn coi nó có con mắt không. Ủa nó bị gì á, nó bị sọc sọc cái lưng nữa kìa, bị ghẻ gì rồi. Sắc đẹp em lên trên vàng á. Ôi thôi, hết biết. Phải không kêu? Mẹ con đẹp lắm hả kêu? Kêu. Mẹ con đẹp lắm hả? Ừ. Đâu đầu mẹ con rồi quá tí. Con cá đù đỏ đỏ nhóc luôn. Còn cái cá đó ngon á, giờ cá đó cũng đâm nữa, đâm lưới nữa. Kinh này không có lục bình khỏe. Có lục bình rồi giặt bình mệt, con này không có lục bình khỏe. Kinh này cạn kinh cầu tre mà, kinh của xì thầm bắt đầu luôn. Dân không có cá cái xì thành nó tại không có xì thành không à. Thấy hôm nay cho xì thành ở nhà nghỉ, móc vô cái cây đó là ok luôn đó xì chung. Điện thoại gọi cho chị Hai đi kêu. Điện thoại con gọi chị Hai đi. Hai gọi cho mẹ con đi. iPhone với cô Hai đó. iPhone cô Hai sắm đó. Dùng dùng thôi. Dạ đó là iPhone của Hai sắm con rồi đó. Đó. Dùng dùng thôi. Bắt chừng 2-3 kg cá phi là được rồi, không cần nhiều đâu. Em đó người ta đang lấy rắc buồn. Lấy rắc bờ kinh là gì? Không giờ đi sáng đi. Lấy rắc bờ kinh là gì? Dặn ra tới đây. Trời ơi, ngốc trắng bự chứ kìa ba. Một cây không? Trời ơi, trời ơi, dở cái cây lên coi, ngốc trắng thiệt bự luôn á. Dặn này để lưới đây, đi chài. Đi chài, chút hồi trở lại. Trở lại còn có dính cá không? Thí Hằng chài cũng móc với lại xì chôm mùa hang. Có ếch á. Ra ngồi đó nè, ra.
chứ chài vậy mà dính cá ơi, chài thứ hàng sát cá, chài cá hồi dính tôm nè. Cái hàng giải nhẹ xèo luôn, cũng ra ra lưới đó. Không có chui hàng hả ta? Sì chôm biết chài luôn. Thì nó chài biết chài cho. Dạ. Chài tôm hả? Chài ớt em luôn rồi nè. Chài vô cây luôn hả? Ngâm ngâm cái nó vô cá phi thì cá phi nó hay lắm á, cá phi nó vô cái là hột ra đúng ơi, ngâm ngâm á Tung. Cái này cá phi nó, tối nó nổi dữ lắm, sáng sớm nó nổi nhiều lắm mà trời nãy giờ không dính con cá nào hết. Rồi chị này chị nóng nực quá chị xuống luôn rồi. Tôm. Đó, có phi đó Tung. Đó. Đem lại đựng cá. Ừ. Nó kêu. Không phải đâu Tung ơi, kéo nhanh quá nó cá nó chưa dính á. Cá nó chưa vô túi á. Thôi cá phi thả đi. Cá phi nó còn lớn, cá he ăn được, còn cá phi thả đi. Đó. À, tiếng kiều này phái cầm về cái vỏ đi theo chơi vậy nên phái vui cười sớm giờ. Con mẹ thì cũng vậy đó. Đó. À, buồn là xuống sông chậm dưới sông vậy đó. Ok chưa chị Trâm ơi? Ngâm ngâm chút em. Ngâm ngâm chút có dính cà phê. Chứ em kéo lẹo hồi nãy thấy Hằng không dính cà phê đâu. Rồi vậy dính cá rồi đó. Cá cây á. Ui lặn luôn rồi. Chà, thì hàng lặng cũng lâu rồi ha. Cái gì vậy? Mò hả? Rồi. Giật chị ở trên cây á. Cây. Ngâm ngâm chút đó Tung. Tháng khô cái ta thả bò ra ruộng. Thả bò ra ruộng cho ăn cỏ. Trời nãy giờ chắc là mới dính được con cá khô với cá lô kiếm. Dính là nãy giờ dính mấy con cá phi mini không. Cá mini thả hết rồi. Anh đi chài ấy, anh đâu có bắt chị lên dây
Dính hai, dính hai chị Trâm. Dính, dính rồi. Có lóc chứ không, chiếc gì. Cà phê à? Đi bự không? Dính chắc cà phê chắc bằng hai ngón tay nữa quá. Đâu? Cà phê thì ăn được. Cá nó kêu, 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 kêu. Cá kêu ơi. Bắt bao nhiêu luôn không? Bắt bao nhiêu luôn không? Ngâm ngâm chút ơi chị Trâm. Không phải có cá rồi chị Trâm. Ngâm chút đi. Như nãy giờ Tung túm túm dưới á. Cá nó không chịu, nó không kịp thoát ra. Thế hàng ngồi dính lương nó bái phục luôn. Ngồi dính lương là dữ lắm hả? Ừ. Con cá lô kiến trong tay nhưng mà không biết bự nhỏ thôi nè. Cá lô kiến hả? Có cá chốt kìa. Xin đây là cá chốt giống nè. Em nắm dính trong tay. Có mấy con cá cái chốt gì nữa. Chốt này có tí quần. Lát ngâm nữa đi. Cá gì trắng trắng nè chị Trâm. Cá chốt. Cá chốt. Ủa, cá chốt hai con quá chứ ngon. Đó, bỏ vô luôn chị Trâm. Để dính cá. Nè, con dựng nuôi đi đó. Ừ. Con ba cá chốt luôn. Ủa, có rô. Ừ. À, ba móc ơi, có dòng ca là độc quyền luôn á. Dòng ca là không có bản quyền luôn. Chiều nay vắng em, lòng anh thấy buồn. Anh hát chiều nay vắng em, lòng anh có, thì em có bầu. Bầu bị gì đâu đây. Có dính nào không Tung? Đúng không? Cây anh ơi. Cây hả? Không dính của đời của cây. Đó. Dính cá bự quá. Dính miệng cục đất luôn. Kéo lên không dính. Đó. Ôi, dính. Có cà phê. Cà phê con mẹ vậy. Mò mò dính cây. Hai cà phê. Ba con luôn chứ đâu. Ba con luôn. Anh đứng ở đây, đứng ở đây, đứng chạy cho nó. Hai cà phê. Cá dắt là mấy anh em cuốn lưới lên. Dắt là 5 giờ 30 rồi. Không có nha. Không có anh ba. Đâu? Bự không? Nói sảy rồi nghe. Đó. Ờ, cà phê trống. Cà phê cái lá hát nghe màu đỏ rồi. Đâu? Con nó có mắt không? Đứng trên mới nhìn cho nè. Ờ, dưới đường con cá phi. Phi trống. Trường sảy anh ba. Lên bà, lên bà. Gỡ luôn anh ba. Đó, lên bà. Cá trong lưới mà sảy là cò chiên lợn à. Hãy mà sảy là kiều la cậu ba kiều. Cao à. Bỏ nhỏ vô, để nhỏ vô, bỏ vô con. Đấy, đủ kho rồi đó con. Cao à. Kêu, nó cao à kêu. Đó. À, mình anh em mình cầm vỏ không chịu để cho kiều cầm kiều mới chịu.
dính hàng còi. Lúc trước là biệt danh hàng còi, bây giờ cái lục kiến, bây giờ là kêu bằng hàng thùng phi chứ không còn hàng còi nữa. Đó, cái lục kiến nhỏ bỏ đi con. Lấy luôn hả? Lấy về nuôi lấy. Đó. Cái chỗ này dân khỏe mà hả? Ít lục bình nè. Dính một cái dảnh bằng tay xe cái đã. Đưa cái vỏ cho mẹ con kinh kêu. Không chịu hả? Chịu không cho thôi. Giờ đủ nồi canh chua và nồi khô rồi đó. Bên đó có không ba? Chưa thấy tức là chưa là không có phải không? Kéo qua luôn không? Khỏi đi. Anh ba anh dở rồi. Rồi chịu đua cho mẹ hả? Cái vỏ mới mà dựng cá lòng tông húng hỉnh cá gì không à? Không, chưa có thấy cá nào ngon hết. Bữa ngon rồi. Cái gì? Mấy cá lóc nướng có nghe vậy đó. Nhưng mà đâu bữa đó có phải vỏ này. Ừ. Yên ba. Kêu chú ơi, tưởng nó dính con cá gì bự. Nhà cá lóc kiến. Chắc đây mấy anh em mình dỡ cái lưới lên là về nhà tắm rửa nghỉ ngơi luôn rồi vừa. Chắc này tầm 6 giờ rồi. Móc phần trước thì chung ở sau cuốn hàng còi là móc em đổi lại tên khác rồi thằng ơi. Ừ hả, là cái họ mình đổi họ luôn cũng được nữa. Họ của cha mẹ phải không? Vậy em đổi tên gì? Trần Thị Thí Hằng phải không? Em đổi lại tên là Trần Thị Ốc. Trần Thị Ốc. Trần Thị Ốc đẹp đấy em. Tại vì ghiền ốc đi đâu cũng phải bắt ốc. Cho dầu không ăn cũng bắt nữa, bắt đem về cho vịt ăn. Còn con là bự để dầm. Đâu, đâu trang điểm cho mẹ con đi, đi đoạn trang điểm cho mẹ con đi. Đâu vô trang điểm của mẹ con đâu. Đó. Dắt cục xình làm đồ trang điểm của mẹ con đó. Cá lọc kiến nữa. Có ốc gì em? Đó hả? Bỏ vô đó hư cái đồ đựng cá tôi đi. Bỏ không hết cái rồi. Chỉ mình đi đựng cá chừng là được. Hơi khi nào mà hên lắm thì dính được chừng ký 2 ký cá. Mà chỉ bỏ chừng 10 ký ốc vô hư hết cái mới mua cái mới. Ốc bự, ốc đắng rồi thì để dành rộng cái luộc cho con ăn. Rồi bỏ móc lần ăn cuốn lại luôn rồi. Dính con cà phê một. Thì hôm nay mấy anh em đâu coi tung. Hôm nay mình đi săn được bao nhiêu cá. Cà phê, cá rô. Đủ nồi canh chua với lại nồi kho khô. Rồi. À, mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị và các bạn sức khỏe và bình an. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.